Alo, đội cảnh sát hả? Có quái vật tấn công bãi công trình nè. Các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Bạn đã bị bắt, mau theo mình về đồn cảnh sát nhanh! Chờ từ sáng tới giờ mà xe đua bây giờ vẫn chưa tới nữa. Đói bụng quá đi, mình phải ăn cái trứng này mới được. Lấy quả trứng này ra nha. Rồi, ăn trứng với bánh bao này coi. Nhâm nhâm nhâm. Wow, trứng thiệt là dẻo. Bây giờ tới lượt Bully, Bully sẽ ăn kem nha. Cây kem nhìn ngon quá. Bên trong này á có hương vani nè. Nhâm 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 nhâm. Kem thiệt là mát lạnh. Nhâm 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 nhâm. Cái kem này có vị dâu ngon quá đi. Tới giờ làm việc rồi, mau bỏ rác vào xe rác thôi. Làm việc thôi nào, làm việc nhanh rồi chúng ta còn nghỉ ngơi nữa. Ok, tiếp tục. Xe rác cứ làm việc đi nhá. Bây giờ mình sẽ lấy sô-cô-la uống chích ra ăn coi. Wow, đổ ra coi nào. Xịt một cây lên ăn nha. Nhâm 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 nhâm. Wow, sô-cô-la uống chích này thiệt là ngon. Ngủ một giấc rồi làm việc tiếp nha. Các xe đua tới đúng giờ lắm, bây giờ chúng ta cùng nhau đua xe nha. Wow, nay bãi rác nhiều xe dữ vậy ta. Ý, chiếc xe rác này to dữ vậy. Wow, xe rác đẹp quá. Bây giờ ta sẽ lấy cắp chiếc xe rác này đi chơi nha. Ý, đi từ từ thôi, coi chừng anh đồ hút thức giấc đó. Xe rác, mau chở ta đi chơi nào. Các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Nhâm 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 nhâm. Wow, trái tim cầu vòng này thiệt là ngon. Cấp báo, có hai chiếc xe đang chạy với tốc độ cao ở ngoài quốc lộ. Cấp báo, hai chiếc xe này đang đua hay sao mà chạy nhanh như vậy ta? Biệt đội cảnh sát, hãy đi bắt hai chiếc xe này về đây. Bạn đã bị bắt, mau theo mình về đồn cảnh sát nhanh. Các xe cảnh sát làm việc tốt lắm, còn bạn chạy nhanh như vậy gây nguy hiểm tới người khác, mình sẽ nhốt bạn. Mở cửa ra nào. Mình sẽ nhốt bạn trong vòng 1 ngày, nếu mà bạn tái phạm chạy nhanh như vậy nữa, mình sẽ nhốt bạn 3 ngày luôn. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp nha, đây là trái bóng rổ nè. Lấy trái bóng rổ này ra ăn thử coi. Wow, bên trong này có mứt cam nè. Nhâm 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 nhâm. Wow, cái bóng rổ này dẻo quá đi. Tới giờ làm việc rồi, chúng ta cùng nhau làm việc thôi. Đói bụng quá, mấy ngày nay không có gì ăn hết. Ồ, ở đó có một chiếc xe ben sao, màu dí theo mới được. Làm việc nãy giờ cũng mệt rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ăn đồ ăn nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy con mắt này ra ăn. Lấy con mắt ra ăn nha. Wow, con mắt này thơm quá. Nhâm nhâm nhâm. Wow, con mắt này thiệt là dẻo luôn.
Đồ ăn, mau đưa cho ta đồ ăn. Nè, quái vật Godzilla, đây là đồ ăn của tụi mình không có đưa cho bạn đâu. Không đưa đồ ăn cho ta, ta sẽ phá hủy hết nơi này. Alo, đồ cảnh sát hả, có quái vật tấn công bãi công trình nè. Ui da, đau quá, có ai không, cứu với. Cấp báo, anh siêu nhân nhện ơi, quái vật đang tấn công ở khu công trình, cấp báo. Cái gì, có quái vật sao? Được rồi, để anh điều biệt đội cảnh sát cơ động đi bắt quái vật nha. À, nhiều đồ ăn quá, ăn thôi, nhâm. Nè, quái vật Godzilla phá phát vậy đủ rồi, mau theo tụi mình về đồn cảnh sát nhanh. Nhầm. Hả? Cái gì? Các người muốn bắt ta sao? Biệt đội cơ động biến hình robot. Ôi da, đau quá, thả ta ra. Godzilla, bạn lấy đồ ăn của người khác còn phá hủy những chiếc xe công trình, mình phải bắt bạn về đồn cảnh sát. Tới giờ làm việc rồi, mau dậy làm việc thôi. Ủa, chiếc xe rác của mình đâu rồi? Hả? Đây là dấu chân của ai đây? À, thì ra khủng long đã vô nhà mình lấy chiếc xe rác hả? Được rồi, bây giờ mình sẽ đi báo cho siêu nhân nhện biết mới được. Xe Ben, mau chở mình đi qua nhà siêu nhân nhện nào. Anh siêu nhân nhện ơi, còn gì ăn không anh? Em đói bụng quá. Còn chứ, ở đây anh còn 3 quả cầu nhện nè, em ăn đi. À, quả cầu siêu nhân nhện hả? Đâu, em ăn thử coi. Ồ, cái quả cầu này dẻo dưới ta, bên trong còn có mứt dâu nè. À, nhâm. Wow, quả cầu siêu nhân nhện này dẻo quá. Siêu nhân nhện ơi, khủng long xanh lấy cắp chiếc xe rác của mình rồi, bạn lấy lại chiếc xe rác giúp mình với. Đồ hút yên tâm, để tụi mình lấy lại chiếc xe rác cho bạn nha. Nhiệm vụ lần này để em đi cho anh siêu nhân nhện ơi. Được, vậy bây giờ robot công trình hãy đi lấy lại chiếc xe rác cho anh đồ hút và bắt giữ khủng long lại nha. Dạ, để bây giờ em đi ngay. Wow, chiếc xe rác này đẹp quá đi, đâu ta thử bấm nút này coi. Ồ, xe rác có âm thanh hay quá ta. Xe rác khổng lồ này to thiệt, vừa có âm thanh hay mà vừa chạy nhanh nữa. Nè khủng long, bạn đã lấy cắp chiếc xe rác của anh đồ hút, mau theo mình về đồn cảnh sát nào. Ôi không, cảnh sát đã tới rồi, mau chạy thôi. Ôi da, đau quá, mình biết mình sai rồi, bây giờ mình sẽ theo bạn về đồn cảnh sát.